tiếp tục series hôm nay nữa nha các bạn. Đây là những chiếc xe mà bữa giờ cũng có đăng rồi nha các bạn, nhưng mà vẫn chưa có bạn nào hỏi đến, nên là mình vẫn đăng lại. Khi nào bán xong, bán hết thì mình mới mới đăng cái mới. Đầu tiên là cái chiếc A Black bạn, xe này thì 2017 nè, mà ít có người để ý đến này. 2017 giá là 14 triệu nha các bạn. Rồi cái Jupiter chiếc này thì 5 triệu rưỡi các bạn. Nó là có bánh mâm thanh đĩa luôn nha các bạn. Xe này nó có bánh mâm thanh đĩa luôn nè. Jupiter này nó còn nguyên riêng hết các bạn, còn nguyên cứng hết á. Rồi tiếp tục đến chiếc A Black nữa nha các bạn. Xe này thì 2014 bạn, chiếc này thì 12 triệu bạn. Đó, 12 triệu, có giấy tờ đầy đủ hết. Thì bên shop xe máy cũ mua bán thì các bạn cũng biết rồi, là ship toàn quốc, nhận xe thanh toán. Dạo này nói chung là xe nó cũng ế nha các bạn, nên nó còn đọng lại rất là nhiều luôn. Chiếc Winner, chiếc này thì 24 triệu nha các bạn. 24 triệu. Hầu cho chiếc này thì mới len can, khỏi cần phải nói nữa. Đầu năm á các bạn, đầu năm á các bạn, nên là người ta cũng chưa có nhu cầu mua xe, nên là xe bán cũng hơi chậm. Thường thì cuối năm bán nhanh, mà đầu năm thì bán hơi chậm. A Black, xe này thì các bạn nhìn thì các bạn cũng có thể đoán được luôn. Đó. Chiếc này là 2017, 14 triệu. Ở đây mình làm video cho nó nhiều xe các bạn, nên là mỗi cái xe như thế này thì mình qua nhanh thôi. Nên là các bạn muốn xem xe rõ hơn á, thì các bạn nhắn tin qua shop nha, để shop gửi video từng chiếc cho nó rõ ràng hơn các bạn. Bạn thích chiếc nào thì các bạn chọn chiếc đó, các bạn nhắn tin qua shop. Chiếc đây là 28 triệu nha các bạn. Xe chia nha, 28 triệu. Các bạn nhớ chia sẻ video về Facebook nha các bạn. Nhớ chia sẻ video về Facebook để cho nhiều người họ cùng biết các bạn, cũng như để shop bán được nhiều xe hơn. Tại vì đầu năm shop bán cũng hơi ế quá. Chiếc Vision, chiếc này thì 12 triệu các bạn. 12 triệu, hồi lúc trước là bán 14 triệu á, mà bữa nay còn 12 triệu các bạn. Quay, chiếc quay này 4 triệu rưỡi nha các bạn. Những chiếc nào mà sửa chữa thì mình nói nha các bạn, còn ở đây thì mấy chiếc đây nó còn riêng hết, nên là mình báo giá cho nó nhanh. Còn những chiếc nào mà đã sửa chữa thì mình nói thêm, còn mấy chiếc mà mình không nói thì mấy chiếc đó là còn riêng hết nha. Các bạn nhận xe các bạn kiểm tra xe đàng hoàng, đúng riêng thì các bạn lấy, như mà lời giới thiệu thì các bạn lấy, còn nếu không đúng thì các bạn trả về, thì bên mình là chịu phí hoàn toàn hết. Jupiter nữa các bạn, chiếc 4 triệu rưỡi nữa nha các bạn. Chiếc này thì mình cũng nói sơ qua các bạn là chiếc này thì dàn áo thì có dán tem lại nha các bạn, đánh bát dán tem lại thôi. A Black nữa nha. Mấy bữa nay thì A Black bán cũng hơi chậm các bạn, đa số bán dòng quay là nhiều. Chiếc này thì 14 triệu nha các bạn. Mà mấy cái xe này thì biển số tại thành phố Hồ Chí Minh hết nha các bạn. Biển số tại thành phố Hồ Chí Minh đó, xe cũng đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nếu mà khu vực ở trong miền Nam với lại miền miền Tây thì giao xe nó dễ, mà ở ngoài Bắc thì nó phải 4-5 ngày gì mới nhận được xe nha các bạn. Sirius 10 triệu nha các bạn. Hồi trước chiếc này bán là 11 triệu á, nhưng mà bây giờ là vì shop giảm lại còn 10 triệu. Rồi chiếc này thì 8 triệu các bạn.
Xe này thì 2012, đời nó cũng lâu nên là còn 8 triệu mấy cái. Đa số thì mình thấy có nhiều bạn bán thì có nhiều chỗ bán thì mấy chiếc này thì cũng 12, 13 triệu gì đó, tùy theo mỗi chỗ nữa. Nhưng mà đa số thì ở đây mình thấy nhiều chỗ bán 12, 13 triệu một cái chiếc như thế này. Rồi chiếc quay ZX nha các bạn, quay ZX của Honda đó. Hai chiếc này là 7 triệu, là mỗi chiếc là 3 triệu rưỡi các bạn đó. Một chiếc như thế này là 3 triệu rưỡi. Cái dòng quay này thì phụ tùng của nó cũng dễ kiếm. Chiếc này thì 16 triệu nha các bạn, 2018 mà 16 triệu, tiền nào của nấy. Trung bình mỗi chiếc xe Black thì mình thấy thì cỡ tầm mười mấy triệu là chủ yếu nha các bạn. Chiếc quay S bạn, chiếc này thì 5 triệu rưỡi nha các bạn. Bánh mâm thanh đĩa đàng hoàng luôn, 5 triệu rưỡi. Tiếp tục chiếc này thì 2017 nha các bạn, chiếc này thì 11 triệu mới len keng, khỏi phải bàn nữa. Các bạn nhớ chia sẻ cái video về Facebook nha các bạn, để ủng hộ cho shop một phần nào đó, để shop cũng bán được xe. Shop mà bán được nhiều xe thì shop cũng thường hay bán, nhưng mà shop mà bán ế thì chắc shop cũng dẹp quá cho làm cái gì. Chiếc Sirius bạn, chiếc này thì 6 triệu nha các bạn, có thanh đĩa luôn nha. Thực ra bán như thế này thì nó không có lời bao nhiêu hết đâu bạn, còn nếu như mà bán đấu giá thì nó lại có lời hơn. Nhưng mà đấu giá thì ít có người mua cao quá, cũng mua thấp không à, nhiều khi mua không đủ vốn nữa. Lúc nào thì đấu giá thì mình nói đấu giá, mà lúc nào mà bình thường thì mình nói bình thường. Rim Thái nhưng mà đã qua sửa chữa rồi nha các bạn, chiếc này thì 5 triệu rưỡi các bạn. Rồi chiếc này thì khỏi phải bàn nữa, mới chạy được chỉ có 400 mấy chục cây nha các bạn. Chiếc này thì 12 triệu bạn, mua xe này thì không khác gì mua xe mới, giảm gần một nửa tiền. FA Black này là giá là 13 triệu bạn, 13 triệu còn riêng hết nha các bạn, có giấy tờ rồi đầy đủ luôn á. Để mấy bạn cứ hỏi mấy công trả lời mà trả lời không kịp, mà tại vì còn thời gian để mà lo nữa, làm nữa các bạn, chứ không phải là lúc nào cũng online để trả lời bạn hết được, nên là mình báo cho nó rõ ràng luôn. Chiếc này thì 14 triệu bạn, 2016 nha các bạn. Cả việc đăng ký của nó, khi các bạn mua xe thì bên shop sẽ làm cái giấy công chứng nha, bạn nhớ nha, công chứng qua sang công chứng tên qua các bạn, rồi các bạn lấy cái giấy công chứng đó bạn làm lại sang tên thôi, bạn thay cả việc thôi. Rồi chiếc này là cái chiếc cuối cùng trong cái video này luôn nha các bạn. Shop nói chung là đăng liên tục cho các bạn, khi nào mà rảnh rỗi là shop sẽ đăng video ngay thôi, không có việc gì hết, nên là các bạn cứ từ từ mà chọn nha. Chiếc này thì 4 triệu rưỡi luôn nha các bạn, 4 triệu rưỡi cũng ship toàn quốc hết cho các bạn luôn. Rồi mình cũng xin chấm dứt video tại đây nha các bạn.